Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các cháu bị nạn. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm hỏi, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần gia đình người bị nạn và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm về công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn điện khẩn gửi các cơ quan chức năng liên quan về vụ cháy nhà dân tại số 92 đường Nguyễn Phi Ỉ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 6, hậu quả từ vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ. Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến cho 10 người thương vong, Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 6, tại địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội, khi đang ở dưới lán công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B, một công nhân thấy bị mất điện nên đã đi ra khu vực thang, tời vật liệu để kiểm tra thì phát hiện có 10 người đang bị thương nằm ở dưới đất. Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, do thương tích quá nặng, 3 nạn nhân đã tử vong, 7 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Với hành vi giả danh công an rồi tiếp cận các nữ sinh với mục đích xấu, một đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế phát hiện và bắt giữ. Đối tượng này là Văn Hữu Long, sinh năm 1997, trú tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế. Tại cơ quan công an, Long khai nhận tự xưng là cán bộ đội điều tra tổng hợp công an thành phố Huế, rồi tiếp cận các nữ sinh, đưa thẻ công an, giấy triệu tập làm việc với ý đồ xấu. Số giấy tờ giả trên Long đến cửa hàng photo, chụp ảnh để làm giả. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Long cũng như chủ cửa hàng photo và chụp ảnh theo đúng quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, 7 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản, đồng thời buộc bị cáo Tài có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền trên 25 triệu đồng. Theo cáo trạng, do nợ nần không có tiền chi trả, ngày 7 tháng 1 năm 2024, Tài đến thị trấn An Châu, huyện Châu Thành thấy ông Đinh Văn Hai làm nghề chạy xe ôm nên đã thuê ông Hai trở về huyện Chi Tôn. Khi đến khu vực xã Tà Đảnh, huyện Chi Tôn vắng người qua lại, Tài đã dùng dao khống chế ông Hai khiến nạn nhân bị dao cắt nhiều nhát vào tay và cổ gây thương tích. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Tài điều khiển chiếc xe vừa cướp được đến khu vực xã Vĩnh Gia, huyện Chi Tôn để tìm cách đưa sang Campuchia bán thì bị lực lượng công an xã Vĩnh Gia phát hiện bắt giữ cùng với tang vật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trần Hiệp Sĩ, 21 tuổi, trú tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Sĩ khai nhận do thiếu nợ và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Đối tượng đến bãi biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, quan sát, theo dõi, thấy người dân để xe máy trên bờ rồi mang chìa khóa bỏ tạm trên bãi cát. Đối tượng đã nhanh chóng lấy trộm chìa khóa rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Tính đến thời điểm bị bắt, Trần Hiệp Sĩ đã thực hiện chất lọt 4 vụ trộm xe máy với thủ đoạn như trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bắt tạm giam Quách Ngọc Bích, trú xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, từ năm 2014, Bích bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến khoảng năm 2020-2021, nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng hụi chết lại cho Bích. Để có tiền lấp hụi, Bích đã mở nhiều dây hụi mới và mạo danh các hụi viên để hốt hụi. Cho đến tháng 10 năm ngoái, Quách Ngọc Bích tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Bích còn nợ tiền của hụi viên gần 4 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.
Thưa quý vị, nhiều năm qua, tiếng kẻng an ninh đã trở thành âm thanh quen thuộc đối với bà con nhân dân ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều năm đi vào hoạt động thì mô hình tiếng kẻng an ninh đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ. Khoảng 1 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Lý, chú thôn Nông Trường, xã Ninh Sim, nghe thấy tiếng xe máy nổ ở trước cổng nhà. Nghi ngờ có người lạ mặt tới, bà Lý dậy bật điện thì phát hiện có 2 thanh niên đang bắt trộm chó của gia đình. Bà Lý đã đánh kẻng báo động cho bà con làng xóm đến hỗ trợ. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn, được phát hiện xử lý kịp thời nhờ mô hình tiếng kẻng an ninh. Cái khi là họ bắt gà, rồi cũng có lúc là cũng cái trộm là nó cũng đang đi rình đi kiếm đồ nó ấy vậy thôi. Khi nào có đồng tỉnh là có cái đồ dân phòng với lại có cái những cái tiếng kẻng này ở cái khu vực nào bị á thì tiếng kẻng ở khu vực đó vang lên thì họ sẽ đánh vào cái kẻng rồi họ hô hào, cho nên là đôi lúc thì cũng không có bắt được nó, nhưng mà mình hô hào mình đuổi rồi nó cũng sợ. Cho nên là có lúc thì nó cũng chạy mà và nhiều lúc là nó cũng không có dám tới. Tiền thân là mô hình báo động dân phòng. Năm 2019, khi lực lượng công an chính quy về xã đã tiến hành củng cố kiện toàn và đổi tên thành mô hình tiếng kẻng an ninh. Để mô hình hoạt động ổn định, ở mỗi thôn sẽ thành lập một tổ báo động dân phòng khoảng 10 thành viên, bao gồm các lực lượng như công an xã, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn và quần chúng cốt cán. Mỗi thôn sẽ được trang bị 2 cái kẻng bố trí ở những khu vực tập trung đông dân cư. Thời gian qua, nhờ mô hình này, rất nhiều vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn đã được người dân phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đặc biệt là nạn trộm cắp nông sản, vật nuôi của bà con. Với những hiệu quả thiết thực, đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra 6 trên 6 thôn trên địa bàn với khoảng 80% tổng số hộ dân các thôn tham gia. Khi mô hình tiếng kẻng an ninh thì hỗ trợ rất là tốt. Nói chung là đã khơi dậy cho vận động quần chúng dân tất cả các tuyến đường là khi có tiếng kẻng thì người ta cộng tác phối hợp với lực lượng địa phương ở thôn cũng như là ở công an là kịp thời là phát hiện và truy bắt đối tượng, xử lý nhiều cái vụ trộm cắp trên địa bàn. Ngoài cái việc mà đấu tranh phòng chống tội phạm thì cái mô hình này cũng rất hiệu quả trong cái việc trong công tác phòng cháy, huy động quần chúng nhân dân phòng cháy chữa cháy rừng và phòng cháy chữa cháy mía trong mùa khô. Thời gian tới, địa phương tiếp tục là phát huy nâng chất lượng của phong trào và hiệu quả của mô hình này, tiếp tục chỉ đạo các thành viên mặt trận đoàn thể như nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh tiếp tục vai trò ký kết liên tịch với lực lượng công an xã, phát huy cái vai trò này để bảo đảm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào cuộc sống có nhiều hiệu quả hơn, để góp phần để bảo đảm và giữ vững được cái tiêu chí nông thôn mới về lĩnh vực an ninh trật tự. Có thể nói mô hình tiếng kẻng an ninh đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác các loại tội phạm của quần chúng nhân dân, qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Ninh Sim phát triển sâu rộng. Thông qua mô hình, tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết gắn bó giữa các hộ gia đình cũng được củng cố, tăng cường, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng dân cư.